Ủa các bạn ơi, hình như là mình phát hiện ra một cái con ngựa nhà ai nó mới đẻ này các bạn này. Không ai biết này. Ngựa mang ra cấp cọc ngoài đồng nhưng mà nó mới đẻ này. Rau vẫn còn ở nguyên đây các bạn ơi. Ô này. Ô, nhà ai mà mang ngựa ở đây đẻ mà không biết này. Đây rau nó vẫn còn nguyên đây các bạn này. Con ngựa con mới đẻ đấy. Ô hay nhỉ. Thế sao nhà ai nuôi ngựa mà này không để ý này nhỉ. Nó mới đẻ các bạn nhìn thấy chưa. Đây này, rau nó vẫn còn nguyên đây này. Con ngựa con nó mới đẻ này. Ô đẹp thế. Ô mà con mẹ nó lành cực kỳ nữa các bạn ơi. À, mình chào tất cả các bạn nhé. Mình đang đi trên đường mang cái con gà của mình đi để mang lên trên hiệu thuốc để cho người ta lấy thuốc lại cho mình ấy. Đợt vừa rồi mình chữa nhưng nó không khỏi. Thì trên đường đi mình gặp một cái con ngựa mà nó vừa mới đẻ xong ở ngang đường các bạn ạ. Không biết ngựa nhà ai ở làng trên này. Ở đây là nó cũng có bản năng tự nhiên, nhưng nếu không là nếu như ở khu vực nước như này là chết này. Nhưng mà nó cũng khôn, nó biết là dắt lên tận trên đỉnh đường này các bạn này. Ồ, nó vừa đẻ xong, con ngựa lon này. Con này là nó vừa đẻ xong các bạn ạ. Nếu mà nó đẻ được lâu rồi thì nó đã đứng được lên rồi. Con ngựa này nó mới đẻ chưa đứng nổi này. Ôi, cái dây nó đang cuốn vào cổ con ngựa con này các bạn ơi. Ồ, con mẹ nó đang ăn rau à. Để mình hỏi xem là nhà ai, có nhà ai đây không để mình gọi người ta. Cái dây chạc nó đang cuốn vào con ngựa con này. Đây có ai đang đi đến này các bạn này. Con mẹ nó đang ăn rau. Chú ơi, chú có biết con ngựa này nhà ai không? À, ngựa chú à, nó vừa mới đẻ xong chú ạ. Cháu đi qua đây cháu thấy thế. À thế, vâng. Nó đang ăn chú à. Cháu thấy nó quấn dây chạc vào cổ thì cháu mới đỗ lại để cháu xem là liệu có gỡ được không, nhưng mà chả dám đến gần. Cổ chạc mẹ đấy mà. À thế ạ, vâng. Đây vừa mới đẻ xong đây chứ chú nhỉ? Vừa đẻ xong đã dậy đâu. Vâng. Ồ, con mẹ nó khôn nhỉ, nó biết tự ăn rau này. Tức là sáng ra là chú thả là nó chưa đẻ. Vẫn bình thường. Vẫn bình thường. Vâng ạ. Cái chiều đi được ấy. Tướng chốc là nó đứng dậy được mà. Nhà cháu cũng có bò đẻ nên cháu cũng biết. Tí là đứng dậy được. Vâng. Con này cái đẹp. Con này con hình như con này có phải bạch không chú? Bạch. Da bạch ở đây. Bạch đây. Đấy. Đẹp nhỉ. Cái con ngựa này là sau lớn lên là nó sẽ thành con ngựa trắng các bạn nhé. Nó giống như cái con mẹ này này. Ồ, nành thế nhỉ. Đấy, bình thường như là nếu mà cháu là người nạ cho đến gần này là nó cũng ấy đấy. Ngựa con này các bạn này. Nó đang tập đứng dậy đấy. Cầm về rửa sạch đi. Cái này phải luộc lên thì rửa mới sạch chú ạ. Còn đang ướt này không rửa được sạch đâu. Tiết gì ấy? Tiết. Vâng, thế chú ở đây rồi thì cũng yên tâm. Vì lấy cháu thấy nó bị mắc dây mà. Dạ vâng. Toàn nhiều nghỉ thôi. Viện giả về rồi mẹ. Viện giả về không chữa được. Như lời của bác sĩ nói thì là không còn cách nào khác nữa các bạn ạ. À, mặc dù đây là cái điều mà mình không muốn nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận. Bởi vì bác sĩ có bảo là cái bệnh này là không thể chữa khỏi được.
nó phải tiêm phòng từ khi mà con gà nó được 1 ngày tuổi cơ. Cho nên là bây giờ nếu nó đã bị rồi thì khó chữa lắm. Mình sẽ dùng mọi cách mình có thể để mà cứu chữa nó, kéo dài cái sự sống được đến cái ngày nào thì hay ngày đó các bạn ạ. Mình có dùng tất cả những cái cách mà mình có thể làm được, nào là tiêm thuốc bổ cho nó này, nào là lặn cho nó bằng những cái loại rượu mà tốt nhất dùng cho gà trọi này. Ấy, và mình chăm sóc nó bằng những loại thức ăn mà tốt nhất. Cũng may mắn là nó vẫn còn ăn được đôi ba hạt các bạn ạ. Mà các bạn có thể biết ấy, cái con gà mái của mình ấy, nó cũng quý con gà trống này lắm. Cái con gà trống của mình này nó bị ốm ấy, thì con gà mái này nó cứ quanh quẩn ở cái chỗ con gà trống suốt ngày này các bạn này. Mình cứ đặt cái con gà trống ở đâu thì con gà mái nó cũng lại đi theo ở đó. Gần như là chúng nó là một cái đôi bạn thân thiết nhất rồi. Không có thể nào mà một cái con nào có thể thay thế được cái đôi bạn của nó cả. Cho nên mình buồn mà nó cũng buồn. Mình sẽ cố gắng chăm sóc nó đến giây phút cuối cùng các bạn nhé. À còn về phần cụ rùa thì các bạn bảo là lâu ghê anh không quay cụ rùa cho bọn em xem. Thế nhưng mà thưa với lại tất cả các bạn là cụ rùa này ấy, vào mùa đông này là cụ ăn rất chi là ít, gần như là cụ dành toàn bộ cái thời gian để cụ ngủ đông, đâm ra là để mà xem được cái cảnh cụ ăn là cũng hơi khó. Nhưng mà hôm nay thì mình vẫn thử lấy một chút thức ăn, tức là mình lấy rất nhiều loại thức ăn để cho cụ ăn. Cái rau diếp này thì nhà mình cũng trồng được ở ngoài vườn đấy kìa. Đấy, còn cái chuối này thì nhà mình không trồng được, nhà mình phải mua. Còn cái cà chua này thì như các bạn biết là nhà mình cũng có một cái vườn cà chua rất chi là to ở ngoài vườn. Đấy, và cái đu đủ này cũng thế này các bạn này. Cái đu đủ này nhà mình cũng có một cái hàng cây đu đủ trồng cũng rất chi là nhiều đu đủ. Đây, đấy, các bạn nhìn đu đủ dày ruột không? Nhìn ngon nhỉ? Đấy, thì đây là những cái chuối mà mình vừa thái cho cụ này. Mình sẽ để chuối ở một vế như thế này. Hy vọng là cụ sẽ ăn thử một món nào đó để cho chúng ta cùng xem nhé các bạn nhé. Đây, đu đủ đây. Hôm nay còn thiếu xoài. Đấy, đu đủ một vế này. Chuối một vế này. Đó, rau một vế này. Còn cà chua này nữa. Cà chua này thì mình cũng sẽ thái nhỏ ra cho cụ thành từng miếng một. Đây, cà chua này chắc cụ không ăn nhiều lắm đâu, thì mình thái một miếng nhỏ nhỏ này thôi. Đấy nha các bạn nhé, mình sẽ để cà chua này, chuối này và đu đủ này. Bây giờ mình sẽ mang ra chỗ cụ nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt ở chỗ này để quan sát dễ hơn các bạn nhé. Đấy, còn cụ thì cụ giúp một tít ở trong này này. Đâu ấy? Đâu ấy? À đây rồi. Đấy, cụ ngủ đây. Ấy, nhìn cái điệu cụ. À, hôm nay thức rồi. Gọi ra tầm này thấy mở mắt, mỗi hôm gọi ra tầm này vẫn còn đang nhắm mắt cơ. Đấy, để đây nhé, sau cho cụ ăn món gì thì chúng ta cùng theo dõi nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ để cụ ở đây. Đấy, ôi, rơm vẫn còn dính đầy cổ này. Rồi, mình sẽ đặt máy quay ở đây. Chỉ là may mắn các bạn ạ. Hôm nay thế nào mà cụ rùa mình cho cụ ăn những cái thức ăn này mà cụ lại nhảy ra ăn gần như là hết các bạn ạ. Đấy thì các bạn có thể theo dõi là cụ ăn lần lượt từ món này cho sang cái món khác. Vì mình tua nhanh ấy thì các bạn nhìn thấy nó nhanh vậy thôi, còn nếu mà thực tế để mà cái tốc độ bình thường ấy thì cụ ăn chậm chạp lắm, cụ không có ăn như lúc này đâu. Mình tua nhanh đấy. Với lại cái thứ hai nữa là các bạn có thể nhìn thấy là về những cái miếng rau mà để bên cạnh gần như là cụ không ăn một cái miếng rau nào hết. Đấy, cụ ăn hết tất cả những thức ăn bên cạnh, nào là chuối, nào là đu đủ, rồi cà chua cũng có ăn rồi. Sau đó là cụ bỏ qua rau và cụ đi vào chỗ cụ ngủ. Thế hay. Đấy, kiêng ăn rau. Thế là ăn rau sợ đau bụng hay sao? Còn về trên này thì đây là những cái chú chuột hamster của mình đấy các bạn này. Đấy, nó hiện tại bây giờ là có 3 chuồng. Một chuồng con mà mình vừa nhấc ra lúc nãy này, một chuồng con chuột mẹ đang đẻ này, một chuồng ngăn đôi là con chuột bố này, và trên này là gồm có 3 con chuột con. Cái đu đủ này để xem là chúng có ăn không các bạn nhé. Đây, mình sẽ để vào chỗ này, bỏ cái này ra cho các bạn dễ nhìn hơn này. Đấy, đu đủ nhá, xem nó có ăn đu đủ không. Ê, ăn tốt chứ đừng đùa. Rồi, để xem cái con này này. Đây, chít. Đu đủ này thì nó mềm lắm các bạn ạ. Nó không như táo tàu thì còn phải gậm cơ, đu đủ này thì không cần phải gậm. Đây, nhìn thấy chưa ngửi như mùi. Các bạn nhìn thấy một con nó đang rúc ở trong cái khay nước kìa không? Đấy, ăn luôn này.
thi thoảng mình lại đổi bữa các bạn. Hôm thì mình cho ăn táo tàu, hôm thì mình cho ăn dưa chuột, hôm thì mình cho ăn đu đủ. Đấy, đu đủ hôm nay là mình cho ăn lần đầu tiên này. Nó ăn tốt phết đấy các bạn ạ. Ngon. Ngon, cả hai con ở bên này đều ăn rồi này, còn một con nữa nó chửa ra. Còn một con nữa nó vẫn rúc ở trong kia kìa. Chít. Nó ngủ ở trong này nó chửa biết đấy. Nó chửa biết đấy. Đây này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Ôi con gì nó kêu ấy nhỉ? Con chuột mẹ nó kêu à? Sao đấy? Mắc à? Ô béo quá rồi, chui qua cái lỗ kia nó bị mắc các bạn ạ. Béo quá. Nó ngửi thì cái mùi này, nó ngửi thì mùi này đang đói đấy. Nó đang đói đấy, không phải là nó mắc đâu mà nó đang đói ăn đấy. Để bây giờ mình lấy cho nó ăn nhé. Nó ngửi thì mùi mà. Này. Ghê nhỉ. Ui thèm chưa? Ui. Đây nào, để vào đây cho ăn này. Đấy. Để vào đây cho nó nhìn thấy chưa? Nào phát hiện ra rồi, ngon ấy, ăn luôn. Không chậm trễ. Ăn luôn, ăn ngay vào luôn. Cái đàn con của nó vẫn đang ở trong cái nhà kia các bạn nhỉ. Tẹo nữa mình mở ra cho các bạn xem nhé. Ngon. Sướng. Còn hai con này này. Hai con này cũng ăn nhiệt tình ghê. Đã chưa? Ôi chứng tỏ cái đu đủ này nó ăn tốt các bạn ạ. Nó ăn cái đu đủ này nó thích ăn lắm. Nó ăn mạnh hơn là ăn cái quả táo tàu các bạn. Nó ăn mạnh hơn là táo tàu. Đấy. Ăn hết khối rồi kìa. Ăn đi. Đấy. Ngon. À để xem con bên này nào. Ui. Hai con này các bạn nhìn này. Hai con này này nó ăn này. Lẹm mất hẳn một góc này các bạn nhìn thấy chưa? Nó lẹm hẳn một góc rồi này. Đấy. Rúc đầu hết rồi. Ô. Sao này còn đồng một con nhỉ? Ba con mà nó rúc đầu hết rồi nhỉ? Ô. Chắc là ở trong này. Ui. Dậy, ra ăn tiếp. Đi. Ra ăn tiếp. Đây là hai con cái các bạn ạ. Đây là hai con cái. Cái con này là con trống này. À con này là con đực này. Con này đực là nhà mình đẻ ra, hai con cái là mình mua sau này. Ngon chưa? Đây này. Nó ăn hết khối rồi các bạn. Tranh nhau rúc vào chỗ cái cống nước. Cái cống nước này là vừa là cái uống nước mà vừa là cái nhà để cho chúng nó nằm các bạn. Đấy, con này còn uống nước luôn đây này. Nước dính ở trên đỉnh mũi. À đấy, bảo thừa một miếng mà không biết là để làm gì. Hóa ra là quên không cho con chuột bố nó ăn. Đây con chuột bố, đây con chuột chồng đây nào. Mồm nó vẫn còn đang ngậm cái gì nhỉ? Ngậm cái hạt hướng dương. Đây các bạn thử nhìn xem nó có ăn không nhé. Nhảy vào giờ mà. Nhảy vào đi, đấy, ngon. Ăn luôn. Nó ăn đu đủ hay là hướng dương các bạn? Nó đang ăn đu đủ đấy. Ngon chưa? Sướng nhé. Đã đời chưa? Sướng. Mấy con chuột là nó ăn xong là nó đi ngủ hết rồi các bạn ạ. Mỗi con một góc rồi. Để bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái con chuột con của mình là nó như nào các bạn nhé. Để bây giờ mình sẽ mở cái nhà này ra. Mình nhấc cái nhà này ra cho các bạn xem này. Đấy. Đây. Nó ở trong cái nhà này này. Cái con mẹ nó vừa chạy vào rồi đấy. Các bạn đợi mình một xíu nhé. Để xem là nó còn bao nhiêu con nhé. Đây các bạn thử xem là nó còn đủ 8 con không nào. Vừa rồi nó đẻ 8 con đấy các bạn. Các bạn đợi một xíu là con mẹ nó chạy ra là chúng ta có thể nhìn thấy 8 cái con non của nó này. Nó đang bới cái rác vào để nó che cho con nó đấy. Ôi nó vẫn đang cố để bám để bới cái giấy vào cho đàn con nó ngủ ấm. Con nó chạy theo để nó đói bú kìa. Mình sẽ gạt nó ra để xem đủ 7 con à 8 con không các bạn nhé. Vừa rồi nó đẻ 8 con đấy. Xem nào. 2 này. 2 này, 4 này, 6, 8 đủ 8 con các bạn. Đây này. Để mình gạt cái này ra cho các bạn nhìn nó dễ hơn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Ôi con mẹ nó lại chạy vào mất rồi. Đéo không? Con mẹ nó chạy vào mất rồi. Chít chạy ra. Ghê nó cuốn con nó ghê chưa? Đợi mình một xíu là nhìn gần là nhìn thấy ngay 8 con mà. Nó lại ôm con nó rồi, đéo không? Nó lại ôm con rồi. Con nó đang bú, đang giờ bú hay sao ấy? Chưa mở mắt các bạn. Nào chạy ra đi để nhìn xem nào. Ghê. 2 2 4 6 8 đủ 8 con các bạn nhé. 2 4 6 8 đấy. Vẫn chất chin là khỏe mạnh này. Nó nheo nhóc ghê. 2
4, 6, 8, đủ 8 con. Hình như nó đang lên lông hay sao ấy, đang mọc lông rồi các bạn. Rồi thôi thì nhé các bạn nhé, để mình đẩy nó vào. Không là con mẹ nó lại cảm thấy nó lại bị làm phiền. Đấy đấy, nó đang hơi bị khó chịu các bạn. Mình sẽ đẩy nó vào nhé. Rồi, để xem nhìn lại một lần nữa xem nó có vào con không nào. Không, con nó làm rất là gọn, không sao đâu. Ok rồi. Đấy. Rồi, đấy mình đã cấm điện vào cho nó rồi. Vào cái thời tiết mà đầu mùa xuân này thì nó vẫn còn hơi lạnh các bạn ạ. Đâm ra là mình vẫn phải thắp bóng cho nó để đảm bảo cái nhiệt độ cho nó ổn định ở bên trong, tránh cái trường hợp mà nó lạnh quá các bạn. Vẫn đủ ấm khi mà trời tối và vẫn thoáng mát khi mà ban ngày các bạn nhé. Đấy thì tất cả đã xong xuôi rồi. Và có lẽ là video của mình tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn ở trong cái video sau của ngày mai các bạn nhé. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.